Tử vi tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 năm Mạng, năm 2022 chắc chắn sẽ giàu có. Hoan hỷ chào đón quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thì thay mặt cho những người làm chương trình, mến chúc quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trên đời này có lẽ là chẳng ai trong chúng ta không muốn biết trước được số mệnh của mình là tốt xấu ra sao, đúng không ạ? Trong năm 2022 thì những người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 năm Mạng có cuộc sống luôn được ấm êm, chẳng phải lo lắng về tiền bạc. Mặc dù số mệnh của con người tốt xấu phụ thuộc rất nhiều vào nhiều yếu tố và trong đó việc chúng ta thuộc vào con giáp nào cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Vậy thì trong lục thập hoa giáp, những mệnh chủ nào trời định là những người tốt số, số trời sinh mang mệnh giàu sang phú quý trong năm 2022 nhâm dần này? Chỉ cần sống xứng đáng, những người tuổi Bính Thìn sẽ có được cuộc sống thập toàn thập mỹ. Quý vị thân mến, cuộc đời con người sợ nhất đúng là cảnh nợ nần túng thiếu phải không ạ? Tuy nhiên, mỗi người thì có mỗi hoàn cảnh khác nhau và buộc họ phải đối mặt với cuộc sống mà mình không mong muốn. Trời sinh ra thì ai cũng có một số mệnh riêng và những khó khăn trong cuộc đời này đâu chỉ là những thử thách mà chúng ta bắt buộc phải vượt qua mà thôi. Tử vi số mệnh năm 2022 nhâm dần trong lục thập hoa giáp sẽ có mệnh chủ là số hưởng. Mặc dù cuộc sống bôn ba, vất vả và thậm chí là nợ nần túng thiếu về những ngày đầu năm, nhưng chắc chắn mọi việc sẽ trở nên suôn sẻ và ổn định hơn về những tháng cuối năm. Với tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, đặc biệt là khoảng thời gian này sẽ có quý nhân phù trợ, thần tài ban lộc cho giàu sang phú quý, nhà cao cửa rộng, sống trọn vẹn đến cuối cuộc đời. Trong phần luận giải về tử vi năm 2022 của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 nam mạng sẽ chỉ rõ cho quý vị và các bạn về bốn phương diện trong cuộc sống, đó chính là tiền bạc, công danh sự nghiệp, tình duyên gia đạo và sức khỏe. Xem tử vi sẽ giúp cho quý vị biết trước được thiên cơ, từ đó cải vận giàu sang cho mình. Và sau đây thì xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi phần luận giải tử vi chi tiết của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 nam mạng trong năm 2022. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi. Tử vi tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, năm 2022 nam mạng, trời cao có mắt, đừng ham tiền bẩn. Tử vi tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, năm 2022 nam mạng. Năm 2022, bạn tròn 46 tuổi. Đây là một năm mà Bính Thìn rất vất vả, lên voi xuống chó do ảnh hưởng của hung tinh. Tử vi tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, năm 2022 nam mạng. Tử vi tuổi Bính Thìn năm 1976, năm 2022 nam mạng có vận trình tương đối khó khăn. Năm 2022, bạn tròn 46 tuổi. Đây là một năm mà nam Bính Thìn rất là vất vả, lên voi, xuống chó do ảnh hưởng của các hung tinh. Các mối quan hệ kết giao, sức khỏe cần được chú ý, cần tăng cường phòng ngừa, chủ động để tránh ảnh hưởng của các sao hung tinh, cách giác, địa tang, dĩ cập, thiên khốc. Sự nghiệp và tài chính với sự trợ giúp của các tinh thiên đức, Bính Thìn có thể an tâm về vận trình công việc cũng như là tài lộc và thu nhập của mình trong năm nay. Để vận trình công việc trong năm 2022 nhâm dần được hanh thông thuận lợi, quý gia chủ tuổi Bính Thìn hãy luôn nhớ mang theo bên mình một kim bài thái tuế. Đây chính là pháp khí phong thủy chuyên để nghênh đón thái tuế và hóa giải hạn thái tuế của năm. Như chúng ta đã biết, năm 2022 nhâm dần do Thái tế tinh quân Hạ Ngạc đại tướng quân cai quản, thái tuế là tối đẳng thượng thần, là vị thần sát lớn nhất trong năm, vậy nên cần phải nghênh đón ngài trịnh trọng để được may mắn và bình an. Sự nghiệp đánh giá 4 sao. Vận trình sự nghiệp của nam Bính Thìn sinh năm 1976 khá ổn định. Mặc dù người tuổi này còn vướng vào tranh cãi với tiểu nhân trong năm dần, nhưng may mắn được sao may mắn thiên đức giúp đỡ nên hầu hết người tuổi này vẫn thể hiện được sự bình tĩnh và nhẫn nại của mình. Năm 2022 tương đối ổn định và suôn sẻ trong công việc. Đặc biệt, những người làm kinh doanh sẽ tiếp tục phát triển rất thịnh vượng trong năm nay. Công việc làm ăn của bạn khá thuận lợi, cơ hội làm ăn ngày càng lớn mạnh. Tài lộc đánh giá 5 sao. Tử vi tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, năm 2022 nam mạng, về mặt tài lộc rất mạnh. Với sự trợ giúp của các ngôi sao may mắn, ví tiền của bạn vẫn thu vào đều đều, cho dù là một hay là nhiều công việc.
trong đó phương diện tài chính khả quan nhất là do sự nghiệp thăng tiến. Một số người tuổi này làm việc gì cũng thuận lợi, có cơ hội được tăng lương, thăng chức trong năm nay. Nguồn sống và kinh tế của bạn cũng được cải thiện rất nhiều. Về phần tài lộc, năm Bính Thìn cũng vượng hơn năm cũ. Bạn có kinh nghiệm quản lý tài chính khá phong phú và điều kiện môi trường làm ăn rất tốt. Nếu bạn có thể tận dụng cơ hội làm ăn bằng tài ăn nói thì năm nay kiếm được rất nhiều tiền. Phương thức làm giàu chủ yếu của nam mệnh là thông qua việc chính, chứ việc phụ bên ngoài thì cũng không nhiều. Đồng thời, những gia chủ tuổi Bính Thìn cần phải luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây chính là pháp khí của nhà Phật, sử dụng chú lục tự đại minh chú và bát nhã tâm kinh. Khi mang vật phẩm bên mình, sẽ được quý thần tương trợ, che chở, giúp cho vận trình công việc được hanh thông thuận lợi, đồng thời khai mở cung tài lộc cho người tuổi Bính Thìn. Tình cảm đánh giá 3 sao. Trong năm Nhâm Dần, vận trình tình cảm của người tuổi Bính Thìn không được lý tưởng cho lắm. Bị ảnh hưởng bởi hung tinh, cách giáp và thiên khốc, hầu hết những người tuổi Thìn đều tương đối thờ ơ, ích kỷ, xấu tính và tàn nhẫn trong tình yêu. Bởi bạn nghĩ rằng bạn sống vì người ta là quá đủ rồi, đây là lúc mà bạn cần phải sống cho chính mình. Và vì nhân cách của bạn ngày càng xấu đi, những người xung quanh sẽ tránh xa bạn, kể cả những người thân yêu đã từng gắn bó với bạn trong quá khứ. Vì vậy, trong năm nay vận trình tình cảm của Thìn suy yếu, tình duyên gập ghềnh, cuộc sống gia đình tương đối èo uột. Nam mệnh đã có gia đình cũng nên cẩn thận giữ mình, hành xử có chừng mực để tránh vướng phải tình cảm ngoài luồng. Do không làm chủ được bản thân, cho nên tuổi Thìn rất dễ sa ngã khiến cho gia đình đổ vỡ. Sức khỏe đánh giá 3 sao. Vận trình sức khỏe của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 cũng không mấy khả quan. Bị ảnh hưởng bởi hung tinh, cho nên vận trình sức khỏe của con giáp này giảm sút trong năm nay. Các vấn đề về thể chất của bạn thường xuyên xuất hiện. Không chỉ như vậy, nhiều quý ông tuổi này sẽ gặp phải một số chấn thương do tai nạn hàng ngày. Vì vậy, Tử Vi khuyến cáo những người tuổi này nên cẩn thận hơn, đặc biệt là trong cuộc sống hàng ngày, hãy chăm sóc bản thân và cảnh giác với thế giới bên ngoài để tránh những tổn hại không đáng có. Ngoài ra, áp lực về công việc tiền bạc cũng là yếu tố tinh thần khiến cho nam mệnh bất ổn hay lo lắng và stress. Một khi tình trạng này kéo dài, có thể dẫn đến suy kiệt sức khỏe, đề kháng kém và có thể rất dễ mắc bệnh theo mùa hoặc là bệnh cũ tái phát. Tuổi Thìn cần phải biết điều tiết cảm xúc, cân bằng giữa thời gian làm việc và nghỉ ngơi, để tâm bệnh không có cơ hội chuyển biến thành bệnh tật rất có hại. Các chuyên gia tử vi phong thủy khuyên mệnh chủ tuổi Bính Thìn cũng cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân để hòa hợp gia đình, hòa hợp trong các mối quan hệ xã hội cũng như trong công việc. Vòng tam hợp quý nhân sử dụng bộ tam hợp quý nhân theo tuổi của gia chủ Bính Thìn, hơn nữa lại được thầy Gia Cát đích thân khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng, vậy nên vật phẩm sẽ phát huy được công năng tốt nhất. Hung cát, hung tinh, tuy năm nay không dính hạn thái tuế, nhưng bạn bị hung tinh cách giáp, địa tang, dĩ cập, thiên khốc quấy nhiễu. Cát tinh, bạn có cát tinh thiên đức hỗ trợ, dù vận trình tổng thể khá tệ, nhưng nhờ cát tinh này nên sự nghiệp và tiền bạc của nam nhân tuổi này cực kỳ ổn trong năm nay. Tử vi từng tháng. Tử vi tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, năm 2022 nam mạng, từng tháng âm lịch được căn cứ theo 24 tiết khí và đánh giá phân tích. Tháng 1 đánh giá 5 sao. Khi bước sang tháng 1 âm lịch năm 2022, chịu ảnh hưởng của Tết, cho nên tuổi Thìn tháng này tính tình lạc quan, vui vẻ, phúc khí tràn đầy. Bính Thìn thu hoạch được tất cả các loại niềm vui và hạnh phúc, cuộc sống tương đối thoải mái. Tháng 2 đánh giá 3 sao. Trong tháng này bạn có tài lộc và sự nghiệp ở mức trung bình. Mặc dù hầu hết tình trạng công việc của bạn vẫn ổn định, tuy nhiên, những bạn đang xin việc thì không có nhiều cơ hội việc làm trong tháng này. Về cơ bản là tình trạng đứng ngồi không yên, vì vậy người tuổi Rồng phải nỗ lực hơn nữa mới có cơ hội nâng cao tài lộc. Tháng 3, đánh giá 3 sao. Vận trình tình cảm của tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, cực kỳ kém trong tháng 3. Bị ảnh hưởng bởi sao hung tinh, tháng này cẩn thận có kẻ thứ ba xen vào tình yêu của bạn. Những cặp đã kết hôn có thể sẽ xảy ra một số xáo trộn trong tháng này. Bạn chỉ cần làm việc chăm chỉ để vượt qua thời gian khủng hoảng này. Một khi bạn biết đặt mình vào vị trí của người ấy và ngưng cằn nhằn thì tình cảm mới ổn định được. Tháng 4 đánh giá 4 sao.
Trong tháng này bạn dễ bị xáo trộn bởi một số cảm xúc tiêu cực khiến cho bản thân sa sút nghiêm trọng do năng lượng tiêu cực gây ra. Không chỉ vậy, dưới ảnh hưởng của các sao hung tinh, một số người trong tháng này còn có thể nghe được vài tin xấu từ người thân khiến cho bạn lo lắng và dễ bị bi quan bao trùm. Nếu không can thiệp thì có thể sẽ phát sinh chuyện thị phi. Vì vậy, khuyên những người tuổi Thìn trong tháng này nên chú ý điều chỉnh trạng thái và cảm xúc của mình, sống lạc quan nhất có thể. Gặp chuyện rắc rối thì nên tâm sự với mọi người xung quanh, đừng đặt nặng vấn đề quá kẻo nhiều áp lực cho bản thân. Tháng 5, đánh giá 2 sao. Bị ảnh hưởng bởi hung tinh cho nên vấn đề sức khỏe của tháng này hơi tệ. Bạn sẽ thường xuyên gặp phải tình trạng cơ thể khó chịu hoặc không thoải mái. Trong số đó, các vấn đề về đường tiêu hóa và cảm lạnh nghiêm trọng nhất. Vì vậy, người tuổi Thìn nên chăm sóc cơ thể trong tháng này, giữ chế độ ăn uống sạch sẽ, nhẹ nhàng, nghỉ ngơi nhiều hơn, sinh hoạt điều độ thì bệnh tật tự khỏi trong tháng. Tháng 6, đánh giá 3 sao. Năm 2022, tình cảm của những người tuổi Bính Thìn trong tháng 6 rất xấu, bị sao hung tinh chiếu mệnh, cho nên người tuổi Bính Thìn sẽ gặp họa vào tháng này. Có những kẻ xấu khiến những bạn đang tham gia vào ngành kinh doanh có thể gặp nạn trong tháng này. Những trận đòn tâm lý và những lời thóa mạ ác ý từ đồng nghiệp đã khiến cả công ty và các mối quan hệ xã hội của bạn đều sa sút, khuyến khích Bính Thìn trong tháng này cần phải chú ý, tránh tự gây ra những phiền phức không đáng có cho bản thân. Tháng 7, đánh giá 3 sao. Sao Thìn Khốc khiến cho bạn có tính khí thất thường trong tháng 7, đặc biệt là khi nói chuyện với nửa kia hoặc là thành viên trong gia đình. Thìn rất nóng nảy, thường xuyên cãi vã hoặc là gây ra xung đột với các thành viên trong gia đình, dù chỉ là những vấn đề nhỏ nhặt dẫn đến không khí gia đình căng thẳng. Vì vậy, trong tháng này Thìn nên học cách kiềm chế tính khí của mình, không nên thường xuyên chút năng lượng tiêu cực vào những người thân. Điều này rất bất lợi cho tài vận và tình cảm của gia đình bạn. Tháng 8, đánh giá 5 sao. Trong tháng 8, tuổi Bính Thìn có tài lộc tăng mạnh do tình hình thị trường tương đối tốt, đặc biệt là sự bùng nổ thị trường chứng khoán có thể mang lại lợi nhuận cho nhiều bạn đang đầu tư tài chính. Bính Thìn là một trong số hàng ngàn nhà đầu tư chứng khoán thành công nhất của tháng. Tháng 9, đánh giá 5 sao. Tháng 9 là tháng mang tin vui về cho Bính Thìn, bạn không bị ảnh hưởng nhiều bởi các sao xấu, cho nên là về cơ bản, bạn có thể duy trì bản thân trong tâm thế tương đối ổn định. Nam Bính Thìn có những ngày nhàn nhã hơn bao giờ hết trong tháng này nhé các bạn. Không cần phải lo lắng nhiều về cuộc sống, không cần phải lo lắng quá về gia đình và cũng có rất nhiều thời gian rảnh để làm những gì bạn muốn. Tháng 10, đánh giá 4 sao. Tính đến tháng này, công việc của hầu hết các bạn nam tuổi này đều tiến triển tương đối thuận lợi. Sự nghiệp của bạn về cơ bản vẫn duy trì được trạng thái tiến triển ổn định và không cần phải lo lắng quá nhiều về gia đình. Tháng 11, đánh giá 5 sao. Do có mối quan hệ làm ăn ngon ở thời điểm gần cuối năm, nên một số bạn làm ăn buôn bán sẽ rất hanh thông trong tháng này, tài lộc tăng lên nhanh chóng. Nếu có thể nắm bắt cơ hội và làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, thì tháng này sẽ là tháng thu hoạch tài sản của bạn và bạn cũng sẽ có cơ hội kiếm tiền được rất nhiều. Tháng 12, đánh giá 4 sao. Bước sang tháng 12 âm lịch, do ảnh hưởng của Tết Nguyên đán, nên tháng này người tuổi Thìn chắc chắn sẽ bận rộn hơn những tháng trước. Bạn cần giải quyết nhiều chuyện gia đình, sự nghiệp, cuộc sống. Bạn cảm thấy rất mệt mỏi và kiệt sức trong tháng này, dễ bị ốm hoặc không khỏe do làm việc quá sức. Do đó, khuyến cáo tuổi Rồng nên nghỉ ngơi nhiều hơn trong giai đoạn này, đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân, mọi chuyện đâu sẽ còn có đó. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, năm 2022 nhâm dần năm mạng. Chắc hẳn là quý vị cũng đã biết là mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình này thì chúng tôi luôn mong rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức về tử vi, phong thủy mà kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày để có thể đổi vận mệnh cho mình ngày một tốt lên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào và hẹn gặp lại.